Okay, chào bạn, và đấu này mình sẽ phân tích để bạn hiểu rõ hơn. Ở đây thì Elo của mình đang duy trì ở mức thấp. Khi đó thì sẽ gặp đối thủ của nó ở cũng mức thấp thôi. Ở đây mình sẽ chơi khai cuộc Willow Pet. Ở đây thì đen chơi thế phòng thủ Berlin. Mình đẩy tốt lên D3 này thì người ta gọi là anti Berlin. Ở đây đen lên tốt, có thể là để phát triển tượng. Lên tượng rồi. Ở đây mình sẽ lên tốt để có thể ngăn mã không nhảy được lên ô D4. Còn trong trường hợp đen đuổi tượng thì mình sẽ lùi tượng về và lùi về. Ở đây thì chúng ta thấy là đen đã có ý muốn là nhập thành xa. Trong trường hợp này thì mình sẽ phải tấn công cánh hậu của đen. Trước tiên thì cứ lên mã đã. Chúng ta sẽ lên mã, sau đó là phát triển tượng và tấn công cánh hậu của đen. Ở đây thì mình sẽ bắt đầu tấn công cánh hậu của đen. Lên mã. Ở đây thì đen lên mã là để đẩy tốt lên tấn công trung tâm của mình. Đen đẩy tốt lên. Có thể muốn mở cột xe thôi. Nếu mình đẩy tốt lên thì đen sẽ nhảy mã ra đây. Ở đây thì đen đẩy tốt xuống H4. Mình phải lên tốt để ngăn đen lại. Về mã. Ở đây mình lên tốt H5 trước thì khi mình đẩy tốt lên B5 thì đen sẽ không thể đưa mã lên A5 được. Lên tốt. Ở đây thì chúng ta thấy là đen đã lên tốt ở F6. Tức là đen muốn bảo vệ con tốt ở E5. Thì mục đích của đen có thể là muốn đẩy tốt lên D5. Ở đây thì có thể đen sẽ muốn đẩy tốt lên G5 nữa để tấn công cánh vua của mình. Khi đen đẩy tốt lên G5 thì mình sẽ về mã ở H2 để tránh đen đẩy tốt lên G4. Ở đây thì mình đã về mã rồi. Ở đây thì mình sẽ đẩy tốt lên B5 để tấn công mã. Về mã. Thế ở đây thì mình sẽ tấn công cánh hậu của đen. Ở đây đen không ăn mà đẩy tốt lên. Vậy mình sẽ ăn tốt này. Chúng ta thấy là cánh vua lúc này đang bị vua lúc này đang rất là nguy hiểm. Bây giờ sẽ là lúc để dồn quân để tấn công vua của đen. Okay. Mình sẽ lên hậu đây, sau đó sẽ đưa tượng ra đây và tấn công con tốt này. Hoặc là hậu có thể chiếu. Tuy nhiên thì chiếu thì chưa làm gì được đen. Mình đưa tượng lên đây, sau đó có thể đưa mã lên đây và nhảy vào đây để chiếu. Chúng ta thấy là cờ đen lúc này cũng tương đối là nguy hiểm. Việc nhập thành ngược hướng và tấn công là một cái thế trận khá là phức tạp. Và thông thường thì bên trắng sẽ nhập thành cánh hậu để tấn công cánh vua. Còn bên đen nhập thành cánh hậu thì thường sẽ thiệt hơn vì chúng ta biết là đen phải đi sau cho nên sẽ có một chút bất lợi khi phải đấu với trắng. Ở đây thì mình sẽ phải tấn công con tượng này. Trước đó mình cứ ra xe để có thể tấn công vào con tốt ở B7. Sau đó mình sẽ lên tượng đây để đổi với tượng của đen. Ở đây thì đen đã chạy vua trước.
Ở đây mình sẽ đẩy tốt lên. Mình sẽ đẩy tốt lên để đẩy tiếp xuống và bắt được tượng của đen. Còn nếu đen lấy tốt ăn thì mình sẽ lấy tốt này ăn lên và vẫn dọa nước đẩy tượng, đẩy tốt xuống đuổi tượng. Thường thì khi bên đen muốn nhập thành cánh hậu và tấn công ngược lại trắng thì gặp một chút bất lợi vì phải đi sau. Cho nên cái cuộc tấn công nó sẽ diễn ra sau. Ở đây đen đẩy tốt lên. Nếu mình lấy tốt ăn thì hậu của đen sẽ ăn xe. Nếu vậy thì mình sẽ phải lấy tượng để ăn. Nếu đen lấy tượng ăn thì mình sẽ lấy hậu để ăn và chiếu. Chiếu và sẽ dọa tấn công vào quân tốt ở vực B7. Chúng ta thấy là vua đen đang ở vị trí rất nguy hiểm. Ở đây thì đen về vua để xe đuổi hậu. Cờ này có lên cờ này chúng ta sẽ đánh ra đây. Ở đây thì mình sẽ ăn tốt này và sẽ đổi hậu với đen nếu cần. Lên mã. Ở đây mình sẽ phải bảo vệ con tốt này. Có lẽ mình sẽ đẩy tốt lên. Ở đây thì đen đã bắt được con tốt này. Mình sẽ ra xe để bắt lại con tốt ở A6. Đi rất nhanh, không biết định làm gì. Về mã. Ở đây thì đen về mã để có xe giữ. Tuy nhiên thì mình nghĩ đấy là một nước không hay. Có thể là đen nhảy lên đây để đuổi xe. Như vậy mình sẽ chặn quân mã lại, giam quân mã không cho di chuyển. Lên tượng. Chúng ta thấy là cái thế trận tấn công cánh vua của mình, của đen đã bị thất bại. Ở đây là đen không đủ cái thời gian để tấn công, bởi vì bên đen sẽ tấn công chậm hơn. Ra tượng để giữ con tốt này. Mình sẽ đi mã để có thể lấy đường phát triển tượng và đưa xe ra đây để tấn công mã của đen. Chúng ta xem là tượng của đen sẽ chạy ở đây về thì chúng ta có thể ăn luôn. Ăn tốt lên. Mình sẽ lên tượng đây để đưa đôi xe ra tấn công mã của đen. Chúng ta thấy là nếu đen không chạy vua lên thì quân mã này sẽ không thể di chuyển được vì xe mình sẽ ăn xe của đen. Ở đây đen lên đây. Có lẽ mình sẽ chiếu. Chiếu vào vua đây. Mình sẽ chiếu. Nếu lên vào vua thì mình sẽ ra xe này chiếu tiếp. Xuống vua. Mình sẽ đưa xe ra đuổi mã. Chúng ta xem là đen sẽ chạy thế nào. Có thể là lên mã đây để giữ. Không được. Đuổi mã lại. Ở đây chúng ta thấy là khi mình ăn mã, đen lấy xe ăn lên, mình sẽ ăn xe. Và quân xe của mình đứng ở hàng thứ 7. Và sau khi đen lấy xe ăn mã này thì mình sẽ đưa tượng này xuống chiếu và bắt được quân xe của đen.
À như vậy chúng ta thấy là khi mình chiếu đen sẽ ra vua đây. Đúng là chưa dễ để bắt được. Cửa này có này. Cửa này có lẽ là sẽ phân định ở cửa tàn. Không rồi. Cửa này mình sẽ phân định ở cửa tàn. Mình đang hơn 2 tốt. Có lợi thế rất lớn. Ra mã. Được hơn nhiều tốt thế này thì mình chỉ cần phong hậu thôi là đủ, là có thể thắng. Ra vua. Mình sẽ ra tượng đây sau đó đẩy tốt lên. Quân vua của mình thì sẽ giữ quân tốt này. Thì đen sẽ không làm gì được. Như vậy là ở đây thì đen đã được tốt. Không sao, mình sẽ bắt lại con tốt này. Mình vẫn có lợi thế hơn 2 tốt, nhưng mà đúng là còn ít thời gian cho nên là bỏ qua mất nước này. Lùi tượng về cách 2 ô thì quân mã sẽ không thể di chuyển được. À, lên vua. Ở đây. Đây rồi. Chúng ta thấy là ở đây mình sẽ đổi với mã và ăn không được. Chúng ta thấy là tượng của mình ăn không được quân mã. Vậy ở đây mình sẽ phong hậu và chiến thắng. Quân vua mình đã chiếm được ô E8 và mình sẽ đẩy tốt xuống phong hậu. Cờ này thì chiếu hết dễ thôi. Đây. Tôi thấy là đen sẽ đi ra một trong hai ô này và mình sẽ đưa hậu vào chiếu hết. Yes. Đối thủ này thực ra cũng không quá mạnh, cho nên là ván đấu nhìn chung chiến thắng cũng khá đơn giản. Vậy thôi, chào các bạn.